Thưa quý vị, sau đây là những bản tin cuối. Có 6 người thiệt mạng, gồm cả hung thủ và hàng chục người bị thương trong vụ nổ súng tại một hãng bia của công ty Molson Coors ở thành phố Milwaukee vào trưa thứ Tư 26 tháng 2. Hung thủ là một người đàn ông 51 tuổi, là nhân viên của hãng bia này. Cảnh sát Milwaukee cho biết rằng họ nhận được thông báo về vụ nổ súng và yêu cầu dân chúng phải tránh xa hãng bia nói trên. Các nhân viên cứu hỏa khi tới nơi đã được yêu cầu mặc áo giáp chống đạn. Công ty Molson Coors trong bức điện thư gửi cho các nhân viên nói rằng vụ nổ súng xảy ra trong khu đóng gói hàng ở tòa nhà số 4 và toàn thể công xưởng đã được phong tỏa. Các toán cứu thương từ Milwaukee và West Allis đã được đưa tới nơi này. Các toán cảnh sát từ văn phòng cảnh sát trưởng quận hạt nói trên và cảnh sát trường đại học Marquette University cũng như văn phòng cảnh sát liên bang cũng đến nơi. Xa lộ 176 cũng bị đóng cửa ở đoạn West State và Valet. Trường trung học Marquette High School gần đó bị phong tỏa. Các trường học khác cạnh nơi nổ súng cũng đã được lệnh đóng cửa. Công ty bia nói trên vốn điều hành công ty Miller Coors hôm 30 tháng 10 năm ngoái loan báo việc đóng cửa văn phòng ở Denver, Colorado và chuyển hàng trăm công việc về thành phố này. Hãng làm bia nơi đây cũng được mở rộng và có 750 nhân viên.